Chào tất cả anh em, mình là Tài Bro. Hôm nay mình sẽ làm clip nói về con Kawasaki Ninja 650 và con CBR F650 vừa bán chính hãng tại Việt Nam. Thì đầu tiên thì mình thật sự là mình sẽ ấn tượng với con Ninja 650 này hơn, tại vì mình đã tiếp xúc với con Ninja 650 này rất nhiều. Vì sao mình lại ấn tượng hơn? Tại vì đơn giản thôi. Về cái phần đầu xe của con 650 này thì mình thấy đẹp hơn con CBR F rất nhiều luôn. Anh em nhìn từ phía đầu này, thì con này nó đã được chia ra hai bên hai pha rồi, nhìn nó rất đẹp. Nhìn nó rất đẹp luôn, rất ngầu anh em nhìn. Thì nó sắc sảo hơn cái con CBR F nhiều. CBR F thì chỉ một cái pha ở giữa này mà thôi. Nó lại không được chia đôi ra như này. Tại vì mình không có con CBR F đây là mình không so sánh được hai chiếc xe, thì mình chỉ nói qua những gì mình biết thôi. Nhưng mà con CBR F thì nó lại được cái trang bị cái gắp sau ấy, thì theo mình là gắp sau sẽ đẹp hơn cái con gắp Ninja 650 này. Cái gắp con này thì nó hơi bé. Còn con CBR F thì bản gắp của nó sau thì sẽ to hơn. Về phần đèn hậu thì mình cũng kết cái con Kawasaki Ninja 650 này hơn. Nói chung về tổng thể, về thiết kế thì mình cảm thấy con Kawasaki 650 này mình thấy nó đẹp hơn. Đẹp hơn chỉ đẹp hơn một chút mà thôi. Nhưng mà nhược điểm của cái con này là con này chỉ được trang bị hai xi lanh mà thôi. Con kia chỉ được 4 xi lanh rồi. Hai xi lanh thì tạo ra âm thanh thì nó không được hú như các thanh niên thích. Nhưng mà mình thì mình thật sự ra là mình rất kết âm thanh của con Kawasaki Ninja 650 này. Nó không được hú như con CBR F650, nhưng mà nó lại có tiếng rất đặc trưng, nó tiếng rình xịch rình xịch. Nếu mà anh em nghe qua những cái clip YouTube mình đăng lên ấy thì cảm thấy nó rất chán đúng không? Nhưng mà anh em nghe ở ngoài thì thật sự anh em sẽ mê nghe cái tiếng nổ của nó hai máy, nhưng mà nó nổ khác hoàn toàn với cái con kiểu Ninja 300 hoặc là MT03 các kiểu đấy, thì nó sẽ nổ lực hơn rất nhiều luôn và tiếng của nó đặc trưng rất đẹp. Và cái ưu điểm của con này nữa thì là nó phù hợp với anh em mình đi đường phố hơn. Và cái con CBR F650 thì là cái phần tay lái của nó sẽ là thiên về sport, nó sẽ bắt ở đây, slip on nó sẽ bắt ở đây, nó không nhô cao như cái con này. Anh em nhìn cái tay ghi đông của cái con này thì nó sẽ được nhô cao, thì anh em mình đi đường phố cái con này sẽ rất là nhàn. Đấy anh em nhìn này, tay lái nó sẽ được nhô cao, không khác gì dòng Lake Bay luôn. Anh em mình đi tư thế rất thoải mái, không có gì vất vả cả. Con CBR F650 mình chưa được ngồi con đấy, nhưng mà mình nhìn cái ghi đông của nó thì lắp ở dưới này thì nó thiên về dòng sport nhiều hơn, thuần sport nhiều hơn, sẽ đi sẽ vất vả hơn con này nếu mà là đi đường phố. Thì con Ninja 650 này thì mình nghĩ là đi đường phố là rất hợp lý. Nói chung là nếu mà có tiền mà chọn thì chắc là mình cũng hơi phân vân, thì hai con thì cũng đang lá nhau, mỗi con có một ưu nhược điểm khác nhau. Thì anh em nào mà thích cái tiếng động cơ của nó hú cực mạnh luôn thì là lên mua con CBR F650. Còn anh em nào mà thích kiểu dáng nó đẹp hơn một chút này và đi đường phố thuận tiện hơn thì anh em mình chọn cái con Ninja 650 này là hợp lý hơn tất cả. Anh em nhìn ghi đông này, ngồi rất thoải mái luôn, tư thế ngồi cực kỳ thoải mái. Đây mình sẽ ngồi cho anh em. Đây tay lái ngồi gần như không phải khuỵu xuống một chút nào cả. Con kia mình chắc chắn là sẽ phải khuỵu như thế này. Nhưng mà con này anh mình vẫn giữ thẳng tay như dòng Lake Bay luôn, không có gì vất vả. Nhìn từ trên xuống thì tổng thể con này rất đẹp luôn. Mình cũng đang đánh giá con này rồi nên là mình cũng không nói nhiều về nữa, nên mình đang nói để tư vấn cho anh em là thích hợp anh em nào mua con CBR F650 và mua này. Thì về động cơ thì mình nghĩ là cùng là một đất nước Nhật Bản sản xuất ra, thì mình nghĩ là về động cơ mình nghĩ là nó bền như nhau thôi. Nhưng mà chắc chắn là anh em mình sẽ thiên về động cơ của Honda nhiều hơn với Kawasaki. Honda thì nổi tiếng về bền rồi, nhưng mà mình nghĩ là cùng đến từ một đất nước Nhật Bản thì mình nghĩ là về cái phần động cơ thì mình không anh em phải không phải nghĩ nhiều đâu. Nghĩ thì chỉ nghĩ là về nó là hai xi lanh hay 4 xi lanh mà thôi. Còn phục trước của hai con này đều được trang bị phục trước dạng bình thường, dạng ống lọc bình thường này, không phải là phục upside down, hơi tiếc một chút. Nhưng mà chỉ với là hơn 200 triệu một chút mà anh em mình đòi phục upside down, đòi đủ các thứ lên cái con xe như thế này thì mình nghĩ là không thể. Ngày xưa anh em biết là chơi cái đây tầm 10 năm hoặc là 8 năm về trước, một con 600 phân khối mà mua cũ thôi, thế mình phải bỏ ra số tiền khoảng độ gần 300 triệu mới mua được một con 600 phân khối. Bây giờ anh mình bỏ ra có hơn 200 triệu ra một chiếc xe 600 phân khối ngon như vậy rồi, thì nói chung là anh em mình đã bỏ một số tiền là rất hời ra rồi, không phải là đắt nữa. Quá đẹp luôn. Xe bây giờ rẻ như mèo. Ok, cảm ơn tất cả anh em xem clip của mình. À, từ từ đã, quên mất, anh em nghe thử tiếng bô nhá. Anh em nào muốn thật sự là muốn nghe thử tiếng bô mà muốn nghe hay ấy, thì anh em mình có loa vi tính hoặc là loa thùng mà cắm vào
điện thoại nghe thì nó tốt nhất. Cảm ơn tất cả em xem clip của mình.